Thêm hy vọng với hơn 300.000 viên thuốc điều trị F0 tại nhà cho thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương chuyển 17.000 F0 đến nơi khác để nhường chỗ F0 mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 8, lô hàng thuốc kháng virus, thuốc Molnupiravir nhập khẩu đầu tiên với hơn 300.000 viên 200mg đủ cho hơn 7.500 liều đã về đến Việt Nam phục vụ điều trị F0 tại nhà và cộng đồng ở thành phố Hồ Chí Minh. Các lô thuốc tiếp theo sẽ nhanh chóng được cung ứng. Dự kiến ngày 28 tháng 8 năm 2021 thêm 1.700.000 viên 200mg đủ cho 50.000 liều sẽ được đưa về. Đồng thời các lô thuốc tiếp theo sẽ được nhập khẩu để sử dụng trong chương trình trong đầu tháng 9 năm 2021. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phía Nam, chiến lược hỗ trợ người bệnh F0 điều trị tại nhà và cộng đồng được tiếp cận y tế một cách nhanh chóng, chủ động để giảm tải điều trị, giảm tử vong. Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ, Ấn Độ đã cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt và làm sạch virus ở bệnh nhân thể nhẹ và vượt sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong. Bộ Y tế và Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc COVID-19 tại nhà và cộng đồng, dự kiến bắt đầu vào ngày 25 tháng 8 năm 2021 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Bình Dương chuyển 17.000 F0 đến nơi khác để nhường chỗ F0 mới. Tính đến nay, Bình Dương ghi nhận tổng cộng 70.242 ca nhiễm COVID-19 trên toàn tỉnh, đứng vị trí thứ 2 cả nước. Đa số ca nhiễm ghi nhận tại thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An. Trước diễn biến phức tạp, tỉnh Bình Dương quyết định áp dụng biện pháp đông cứng, khóa chặt, đặc biệt là di chuyển hơn 17.000 F0 ở hai địa phương này đến nơi khác để nhường chỗ cho F0 trong quá trình xét nghiệm quy mô lớn. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành xét nghiệm diện rộng trong 5 ngày liên tiếp cả ngày lẫn đêm tại thị xã Tân Uyên và thành phố Thuận An. Cụ thể, đối với 17.000 F0 được chuyển đi, thành phố Thủ Dầu Một tiếp nhận 5.000 ca F0 của thành phố Thuận An, huyện Bầu Bàng tiếp nhận 2.500 ca F0 của thành phố Thuận An, huyện Dầu Tiếng tiếp nhận 2.500 ca F0 của thành phố Thuận An, thị xã Bến Cát tiếp nhận 4.000 ca F0 của thị xã Tân Uyên, huyện Phú Giáo tiếp nhận 2.500 ca F0 của thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên tiếp nhận 500 ca F0 của thị xã Tân Uyên. Theo đó, ông Nguyễn Văn Đặng, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên cũng vừa bị đình chỉ công tác vì không làm tốt nhiệm vụ để dịch lây lan. Được biết, dưới sự chỉ đạo của ông Đặng, thị xã Tân Uyên bùng dịch, ghi nhận 20.165 ca, chiếm 28,7% ca nhiễm toàn tỉnh.